Đây chẳng khác nào là trận chung kết sớm tại khuôn khổ bảng B khi mà cả hai câu lạc bộ Tây Ninh cũng như là gia đình đang có phong độ khá cao. Tình huống khá mạnh mẽ đến từ cầu thủ mang áo số 11 vị trí của Trương Đăng Huy. Nó vẫn chưa thể tạo ra được sự nguy hiểm. Liệu rằng sẽ có tình huống phản công nhanh hay không? Thêm một cầu thủ đang năm sức truyền bóng vào trong. Đường truyền là đầy ý đồ. Vẫn là một sự tập trung rất nhất định đến từ người đội trưởng đang bảo. Thêm một pha các bóng chuẩn sang đến từ các cầu thủ Tây Ninh cú sút xa khá chịu đều ấm. đó là pha mở bóng hay dành cho hồng thật được chuyền vào dứt điểm không được được tạo ra dành cho đội bóng áo vàng treo bóng vào lần này là pha bắt bóng khá chắc tay bóng vẫn còn trong cuộc hoàng hải như vậy thì duy khang là người có được chuyền vào đã đâu không vào thêm một pha thông bóng từ nước trong vòng vây của hàng loạt chiếc áo đỏ được truyền đường chuyền tuyển hơi dứt điểm không thành công đạo mạnh nữa dành cho vị trí của Minh chưa rất nguy hiểm sự chắc chắn vẫn đạt vẫn còn thời cơ với tình huống lên bóng dành cho tây ninh nhưng đố là đứng trước quả đã phạt đang là đội trưởng thành hải dứt điểm thẳng không vào vẫn... thành hải treo bóng vào trong đánh đâu không vào Hôm nay diễn ra một cách hấp dẫn hơn Lời cảnh báo đã được đặt ra Về phía Tây Ninh Dứt điểm vào Quá tuyệt vời Đó là cầu thủ mang chiếc áo số 10 Vị trí của Nguyễn Hoài An Vẫn là những pha treo bóng vào trong Đánh đâu không được Vẫn là những pha treo bóng vào trong Đánh đâu. Không được. Rất nhanh đến từ cầu thủ này. Anh quyết định đầu phá vượt qua được một cầu thủ rồi. Thời cơ. Không vào. Mở bóng. Khá hay. Vô lên ngay. Vẫn chưa được. Bóng mạnh vào khu vực vòng cấm nữa. nà lực. Rất khéo. Thời cơ. Dứt điểm không vào. Đang là khá lớn được đội bóng áo đỏ tạo ra. Thêm một đường treo bóng vào trong. Khoảng trống đã bước vào đó. Không được. chạy bóng vào trong đánh đâu như vậy tỷ số đã được nâng lên 2 không rất khỏe vô lê đó là một pha rất hay thái dương chạy bóng vào trong đánh đâu trong tình huống vừa rồi thì chiêu cao đến từ dương thái bây giờ thì bên phía ở tây ninh họ làm sao có thể hướng quả bóng vào